Xin chào mọi người nha. Bây giờ cũng là 11 giờ đêm rồi các bạn ơi. Thì mình cũng đi làm cũng vừa về tắm rửa xong. Thì mình có lướt trên YouTube thì mình thấy cái kênh của Sang Vlog thì cũng mới vừa đăng lên em tâm sự là mới vừa qua mấy ngày nay thì em ấy có đăng mấy cái video mà cái hành trình mà sống thử thách trong rừng và săn bắt gì trong rừng gì đó, Không ngờ rằng nhưng một mà ngày vô nào tình đó mình làm những cái video đăng lên trên quay lại YouTube cái cảnh làm về rừng núi nè, làm về bắt những cái con thiên nhiên, làm về sinh tồn hoặc là thử kỳ thách tôm, mà mình phải lại đi ngồi tù thì nó rất là buồn đó mọi nhưng mà người. những cái con kỳ tôm đó là nó nằm trong cái danh sách đỏ của Việt Nam, là cũng thuộc về dạng quý hiếm rồi. Nhưng mà ác nổi á, cái em Sang là xui một cái như vậy nè. Thật sự là cái danh sách đỏ mà cái tên của con kỳ tôm này thì nó lọt vào danh sách đỏ, thì nó cái luật mà nghiêm cấm ra thì xui cho em một cái là trước khi mà em mới đăng video lên đó, săn bắt những cái con vật đó thì Việt Nam mình đã có ra một cái luật là nghiêm cấm quay phim chụp hình hoặc là săn bắt những cái động vật quý hiếm đã nằm trong danh sách đỏ, đưa lên những trang mạng xã hội, trang YouTube. Xui cho em ấy là mới cái vừa ra luật khoảng mấy ngày trước thôi thì em mới Mới lại lên cắt và đăng video. lên trong vô tình cái lúc mà Sang cắt và đăng lên là ngày hôm kia thì trước đó mấy ngày thì nhà nước Việt Nam có ra một cái lệnh là cấm quay phim chụp hình về những cái động vật hoang dã và giết hại động vật hoang dã để mà đăng lên trên mạng xã hội cũng như YouTube. Thật sự em ấy cũng đáng buồn, đáng thương như em ấy. Tại vì em ấy cũng đâu có đọc, tìm hiểu thông tin hàng ngày rồi gì đâu, cho nên em ấy không có biết. Thật sự là theo như mình biết, cái con kỳ tôm này thì cũng hồi xưa giờ trước cũng lâu lâu lắm rồi, thì nó trong các cái khu rừng, mà nói chung cái rừng mà hơi hơi rậm rạp một xíu thì nó hai bên bờ suối thì nó rất nhiều những cái con vật này. Thậm chí là những thường thường là dân tộc thiểu số người ta đi đi bắt về ăn thịt nó nhiều lắm. Nhưng mà xui cho em ấy là dưới ngay cái luật Việt Nam mới vừa ra, rất tội nghiệp đấy. Bây giờ cái nguy cơ mà sẽ tiếp tục những ngày sau này sẽ xảy ra với em ấy, thứ nhất là bị phạt hành chính. Thì theo như lời kể của em ấy là Và cái luật này nó vừa mới ra có mấy cái ngày mức thôi mọi phạt người, hành chính không ban phải là đầu lúc ban Sang đầu thì cũng biết mà 15 vẫn còn làm để triệu mà nha đăng các bạn, lên, mà do cái luật mà này ngay nó lúc mới đầu thì ra em Sang ấy chưa đã đọc được được và chưa có ba con biết hoặc được là nên tất Sang cả, mới đăng thì cái cũng video ba này lên, con đó là bốn nên con triệu Sang bị hoặc là xử con phạt mười hành mấy chính, con. chắc chắn là xử phạt hành chính rồi, và tiếp Nhưng theo có thể là bị cũng có nguy xử cơ phạt là sẽ luôn cả hình sự. hình sự và sẽ có đi tù vì tiêu diệt cái động vật danh sách đỏ. Nhưng mà cái chuyện đi tù thì cái đó mình chưa biết, cái chắc chắn là em ấy bị phạt hành chính là cái chắc rồi. Tại vì đúng như là theo lời của em ấy kể thì sau cái ngày mà em ấy đăng cái video lên đó, thì có bên kiểm lâm, bảo vệ rừng, đoàn bảo vệ động vật và công an đã tìm đến nhà của em Sang và cũng có nói ra tất cả những cái luật như vậy cho em Sang hiểu và
cái khung hình phạt hành chính và sẽ đến cái mức hình sự rồi như thế nào thì người ta đã giải thích cho em Sa nghe rõ. Bây giờ rất tội nghiệp cho em ấy, rất tội nghiệp cho em ấy. Bây giờ em ấy rất là tinh thần, rất là bán loạn. À, không ngờ rằng à, một ngày nào đó mình làm những cái video à, đăng lên trên YouTube, làm về rừng núi nè, làm về thiên nhiên, làm về sinh tồn hoặc là thử thách mà mình phải lại đi ngồi tù thì nó rất là buồn ha mọi người. Sang thì còn rất là nhiều ước muốn mà muốn thực hiện. Không phải là Sang biết Mình mà thì Sang còn có vi phạm. nhiều về những cái danh sách động vật trong cái danh sách đỏ này đâu. Thì giờ mọi người xem một chút thì cứ lên cho ý kiến coi thứ như thế nào. Chứ thực sự như mình nghe em ấy kể thì mình cảm thấy cũng tội nghiệp em ấy lắm. Thật sự hoàn toàn em ấy không biết một cái gì hết, không có biết luật đưa ra lúc nào mà cũng không biết là cái con vật đó là nằm trong danh sách đỏ và luật Việt Nam đưa ra ngày nào em ấy rất là vô tư. Tại vì thường thường em ấy từ đó giờ cứ đi vào rừng rồi quay những cái khung cảnh trong rừng rồi săn bắt con này con kia hái lượm trái này trái kia ăn thì bình thường, nhưng mà giờ không ngờ cái đùng ra thì em ấy lại dính vào cái tội sát hại động vật hoang dã và động vật quý hiếm. Thì nhờ mọi người cho em ấy một ý kiến và tìm hiểu thêm giúp em ấy đi. Thì mình lên đây mình cũng muốn kêu gọi mọi người thứ ai yêu thương em ấy như mới này mấy thì cứ cho em ấy một lời động viên hay là tìm hiểu thêm cho em ấy những cái gì mà mình hiểu biết được cho em ấy giảm bớt cái căng thẳng tinh thần À, lại đi. nhà nước Việt Nam Sang không muốn Sang chỉ là do Sang không biết chứ không phải là Sang biết mà còn phạm luật nên mong mọi người thông cảm, mong mọi người bỏ qua cho Sang để Sang trở về những cái công việc bình thường, những cái video bình thường cho mọi người xem. Nên ngày hôm nay ra ngoài đây á, Sang muốn nhắn với tất cả mọi người như vậy thôi. Với lại là thứ hai á, là Sang muốn giúp nhờ mọi người á, giúp Sang chia sẻ cái video này đến những YouTuber khác và những người làm video khác, là nếu mọi người làm những cái video về sinh tồn á, những cái video thử thách thì mong rằng mọi người đừng có bắt và giết hại động vật hoang dã, tránh cái trường hợp giống như Sang á, phải xử phạt rất là nặng, với là có thể xử phạt hình sự đối với những cái con mà nó nằm trong danh sách đỏ. Nên mọi người hãy cẩn thận về những cái video về thử thách hoặc là sinh tồn kiểu giống như Sang. Sang thì hôm nay ra đây á rất là hoang mang luôn mọi người, Sang không biết là Sang sẽ bị xử phạt như thế nào. Có lẽ là ngày mai hoặc ngày mốt gì đó thì mới có quyết định đối với Sang. Nên Sang mong rằng mọi người hãy tha lỗi cho Sang cũng như là chia sẻ video này đến những người khác khác được biết nha. Sang cảm ơn tất Rồi cả. nếu như mà cái chuyện xảy ra mà lỡ như mà em ấy bị đi tù về tội sát hại động vật hoang dã quý hiếm này thì cũng tiếc thay. Em ấy một người rất là hiền hậu chân chất, thậm chí làm những cái video thực tế đời thường nhất cho bà con mình xem nữa. Nhưng mà giờ em ấy lỡ như em ấy bị dính vào cái khung đó đi tù thì những chuyện nó sẽ đau đớn như thế nào. Một mẹ thì nằm ở nhà nữa thì mình cũng mong là tất cả mọi người hãy động viên an ủi em đó, và những ai hay thì cũng tìm hiểu ra cái những cái quy luật về cái con vật đó như thế nào và cũng có thể giải thích cho em ấy hiểu và em ấy đỡ bớt cái áp lực tinh thần lại đi. Mình
mình cũng cảm thấy buồn lắm. Thì em ấy cũng vừa lên video thì cũng 2 tiếng đồng hồ rồi, thì mình vô tình mình lướt lên mình thấy thôi, tự nhiên mình cảm mình thấy rất là buồn cho em ấy. Một con người đúng là người ta hiền lành chất phác, nhưng mà lại gặp toàn những cái điều rắc rối. Thì trước cái sự việc này em ấy đã gặp rắc rối về cái việc bao nhiêu người, bao nhiêu dân cư mạng và thực tế ngoài đời thường, người ta ầm ầm ồ ồ đấy, nói em sang này nọ rồi đó. Thì từ cái chỗ đó mà em nó mới đi vào rừng sống thử thách 15 ngày để cho nó vơi bớt cái áp lực đó đi. Nhưng mà không ngờ cái áp lực đó vơi đi thì bây giờ lại dính vào cái chuyện khác nữa. Mình cảm thấy cái em sang như cái gì đó nó xui xẻo lắm. Thì mình cũng không có biết nói gì, thì mình thấy buồn cho em ấy quá. Mà mình cũng lên đây muốn kêu gọi cho mọi người, mỗi người góp một ý, mỗi người tìm hiểu một chút, mỗi người là tìm thêm một cái lý do hay một cái luật gì mà đưa ra nói về cái con động vật này, thì góp ý cho em ấy, bớt căng thẳng tinh thần lại, để em ấy tiếp tục làm cái công việc của mình thì mình tốt hết. Bây giờ phạt hành chính là chắc chắn là sẽ có điều đó rồi. Bây giờ mình chỉ cầu mong một điều duy nhất là làm sao em ấy đừng có dính vào với cái chuyện tù tội. Thì cái chuyện đó là mình cầu mong nhất, thì mình hy vọng là tất cả mọi người ai cũng cầu mong giống như mình. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc tại đây. Thì mình cũng mong mỗi người một ý, mỗi người tìm hiểu giùm cho em ấy một chút xíu để cho em ấy để căng thẳng mất tinh thần, và có thể ai hay thì cũng có thể giải thích sâu cặn kẽ về cho em ấy một chút xíu để cho em ấy hiểu. Thì mình cứ hy vọng là những điều tốt đẹp nhất sẽ mang đến cho em ấy. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ cũng khuya lắm rồi. Thì chúc mọi người có Em một thì giây hôm phút nay ra đây á rất là hoang mang luôn mọi người, sẽ không biết là Sang sẽ bị xử phạt như thế nào. Có lẽ là ngày mai hoặc ngày mốt gì đó thì mới có quyết định đối với Sang. Nên Sang mong rằng mọi người hãy tha lỗi cho Sang, cũng như là chia sẻ video này đến những người khác được biết nha. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang. Có lẽ là ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, khi mà Sang bị xử phạt xong rồi thì Sang sẽ tiếp nói làm video tiếp để cho mọi người cùng biết ha, nếu như mà Sang không bị xử phạt hình sự. Thì hôm nay video của Sang chỉ đến đây thôi. Sang mong mọi người tha lỗi cho Sang nha. Sang cảm ơn mọi người đã